Mình sẽ bố trí cái tủ làm mát để nuôi mấy bạn kiến vô cái vị trí của nó cần dùng. Rồi sau đó mình sẽ bật máy lên, cân chỉnh cái nhiệt độ và mình sẽ cho các bạn kiến vào. Ngoài nắng này chắc đang 36 độ luôn. Thì với cái nhiệt độ này là con kiến nó sẽ không có happy rồi, nó không thoải mái, quá nóng đi nó sẽ rút nhiều. Rồi giờ mình sẽ cho bé nó nằm ở đây. Nhất là về mặt ánh sáng á, là nó bị ánh sáng ngoài hắt vô thì tụi kiến nó sẽ không có thoải mái lắm. Vị trí này nó không có bị ánh sáng hắt trực tiếp vô thì nó tối hơn, con kiến nó sẽ thoải mái. Khi mà bố trí trong nhà thì các bạn nhớ ý là cho có khoảng cách chút xíu để hai cái quạt này nó phát huy được tác dụng, nó thổi khí nóng ra ngoài. Tuy nhiên mấy cái bảng thông số này thì nó cái độ chính xác của nó chỉ rơi vào tầm khoảng theo mình thì khoảng 70-80% thôi các bạn, nó không có chính xác 100% đâu ha. Mình giữ nút set này nó sẽ chuyển qua chế độ BO ha. Xong mình bấm lên B1 rồi mình bấm nút set lại. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao anh Nam không có set cái nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, nhiệt độ cao nhất là 26 độ mà để trên lệch có một độ vậy. Cái này chúng ta làm lạnh bằng cái con sò lạnh, nó bán làm lạnh thôi, nó làm lạnh rất là chậm chứ nó không có làm lạnh nhanh như cái con lốc lạnh. Đây, cưng mày lắm nha mày, tốn hết máy cũ làm cái tủ. Rồi với cái không gian trống bên này thì chúng ta có thể để thêm một cái tăng bên này. Cái này là tụi kiến cắt lá, cho tụi này là tụi chabo, còn này là tụi HV. Đó. Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngôn. Ok các bạn, trong video lần này thì mình sẽ bố trí cái tủ làm mát để nuôi mấy bạn kiến vô cái vị trí của nó cần dùng. Rồi sau đó mình sẽ bật máy lên, cân chỉnh cái nhiệt độ và mình sẽ cho các bạn kiến vào, hay cho những cái tăng kiến vào để coi các bạn. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không có những cái sự chuyển biến liền đâu, tại vì cái này cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm từ từ. Đồng thời con kiến thì nó cũng cần thời gian nó cảm nhận cái điều đó, sau đó cái sinh hoạt của nó sẽ thay đổi. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ không theo kiểu liền đâu, nó không có liền để mà chúng ta thấy sự khác biệt đâu ha. Nhưng mà nói chung là chúng ta điều chỉnh được cái nhiệt độ môi trường sống là nó quá ok rồi. Đây, như cái đồng hồ nhà mình là nó có đo nhiệt độ. Hiện nay á, nhiệt độ ngoài trời, không phải ngoài trời nữa, trong nhà của mình, đang chỗ vị trí mình đang đứng là nó rơi vào tầm khoảng 33 độ 2. Còn nếu ngoài trời này chắc là đang 36 độ. Ngoài nắng này chắc đang 36 độ luôn. Thì với cái nhiệt độ này là con kiến nó sẽ không có happy rồi, nó không thoải mái, quá nóng đi nó sẽ rút nhiều. Đó, 33 độ 2 nè. Thì bây giờ mới là 11 giờ mấy thôi, tầm 12 giờ mấy, 1 giờ nó còn nóng nữa. Rồi giờ mình sẽ cho bé nó nằm ở đây. Lúc trước mình chưa có chỗ để á, thì mình để cái dàn kiến của mình đỡ trên này. Nhưng mà để đỡ trên này á, thì nó thứ nhất là về mặt ánh sáng á, là nó bị ánh sáng ngoài hắt vô thì tụi kiến nó sẽ không có thoải mái lắm. Bây giờ mình sẽ đặt cái tủ này ở vị trí này, nó không có bị ánh sáng hắt trực tiếp vô thì nó tối hơn. Nè, ví dụ như các bạn nhìn đây, nếu mà bình thường không mở đèn á, thì nó cũng không quá sáng, con kiến nó sẽ thoải mái. Đó, lúc mình tắt đèn. Và khi mà bố trí trong nhà thì các bạn nhớ ý là cho có khoảng cách chút xíu để hai cái quạt này nó phát huy được tác dụng, nó thổi khí nóng ra ngoài. Đó. Rồi bây giờ sẽ ghim điện, trước mắt là sẽ ghim điện ha. Đèn này là cái đèn của tôm. Rồi bây giờ nói về chỉnh nhiệt độ đi. Bây giờ nhiệt độ trong cái lò này thì nó đang là ba mấy độ chín, là 31 độ 3, nó đang mới bật lên, nó cũng chưa chính xác lắm. Tuy nhiên mấy cái bảng thông số này thì nó cái độ chính xác của nó chỉ rơi vào tầm khoảng theo mình thì khoảng 70-80% thôi các bạn, nó không có chính xác 100% đâu ha. Nó cũng có độ lệch nhất định của nó. Thì đây chúng ta bấm nút set nè. Thì mình ở đây mình đang set á là 23 độ 5.
là nó sẽ nếu mà nhiệt độ nó tới 23 độ 5 là tự động nó bật cái gì ta, coi như là tự ngắt chứ lộn. 23 độ 5 là đạt được cái độ mà nhiệt độ mình mong muốn thì nó sẽ tự ngắt đó. Thì mình set nè, 23 độ 5. Ủa, set sao này, nhớ rồi, giữ, đầu tiên giữ. Đây, mình giữ nút set này nó sẽ chuyển qua chế độ BO ha. Xong mình bấm lên là B1, rồi mình bấm nút set lại. Thì 23 độ 5, rồi mình sẽ cho tăng thêm một độ là cái relay nó tự bật. Đồng nghĩa có nghĩa là khi mà nhiệt độ nó đạt 23 độ 5 thì cái máy này nó sẽ ngưng làm lạnh. Nhưng mà khi nhiệt độ nó nóng lên tăng thêm một độ, tức là 24 độ 5, thì cái con sò lạnh này nó sẽ hoạt động lại. Bạn, các bạn nắm được không? Này, đầu tiên mình dễ giữ nước này. Mình đang set là 23 độ 5 là cái con sò lạnh nó sẽ ngưng hoạt động nè. Là nhiệt độ thấp nhất là nó ngưng. Là mình giữ nút set này. Nó sẽ qua BO, bấm nút lên. Qua B1, ở đầu mình set cái nhiệt độ B1 nè, bấm nút set một độ ha, tức là 24 độ 5 là con sò lạnh nó hoạt động. Xuống tới 23 độ 5 là con sò lạnh nó ngưng hoạt động. Đó. Thì rất là chủ động. Bên này cũng tương tự vậy. Mình cũng chọn là 23 độ 5. Cũng vậy luôn. Coi như là biến thiên một độ là nó sẽ mở máy, nó mở con sò lên lạnh lên liền. Thì mình yêu cầu là mình yêu cầu với cái bên sản xuất á, cái bên làm cái này á, thì mình nói là bây giờ cái nhiệt độ mình yêu cầu là nó rơi tầm khoảng từ 23 tới 26 độ. Tuy nhiên khi mình set, nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao anh Nam không có set cái nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, nhiệt độ cao nhất là 26 độ mà để trên lệch có một độ vậy. Thì các bạn kỹ thuật giải thích rằng á, cái này chúng ta làm lạnh bằng cái con sò lạnh, có nghĩa là nó bán làm lạnh thôi. Cho nên là nó làm lạnh rất là chậm. Nó làm lạnh rất là chậm. Chứ nó không có làm lạnh nhanh như cái con lốc lạnh. Cái con lốc mà làm lạnh á, thì nó làm lạnh rất là nhanh. Thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là mình cũng sợ là nó biến thiên quá nhanh đi, nó sẽ làm sốc nhiệt. Còn cái con này á, nó làm lạnh rất là chậm. Cho nên là khi mà mình chỉnh, nếu mình chỉnh thấp nhất là 23, cao nhất là 26, thì để nó lên cái mức 26 xong nó mới hoạt động. Và để nó trả về 23 thì khoảng thời gian đó rất là lâu. Các bạn nắm ý giùm mình không? Có nghĩa là nó sẽ mất thời gian rất là lâu nó mới trả về cái nhiệt độ 23 đó. Cho nên là các bạn nói là anh chỉnh 23 độ 5 và thêm một độ rồi được rồi. Có nghĩa là lên tới 24 độ 5 là cái máy nó bắt đầu nó hoạt động rồi. Nó hoạt động cũng một thời gian xa nó mới về lại được 23 độ 5. Thì do cái con này là nó yếu, chức năng nó yếu vậy thôi. Cái công suất nó nhỏ vậy thôi. Thì như vậy nó mới tiết kiệm điện được. Đó. Cho nên là mình cũng giải thích sơ sơ với các bạn là tại sao lại set cái nhiệt độ vậy ha. Trên là một độ là nó hoạt động được rồi. Mình ngồi nói chuyện với các bạn một xíu mà coi mồ hôi nó chảy. Trời, nó nóng vãi trưởng ra. Rồi, ok, bây giờ mở đèn ra. Đây, coi, coi. Đây. Em qua đây em quay. Các bạn sẽ thấy bắt đầu cái dĩ nhôm này nè. Giờ mình để tay vào đây là mình sẽ thấy mát ha. Các bạn sẽ thấy dĩ nhôm này ở đầu nó rịn nước lên nè. Đó, nó đóng tuyết, nóng băng ở đây. Thì cái quạt này ở đâu nó thổi. Thì đầu nước nó chảy xuống, là thấy giọt nước rung rinh ngay con ốc không? Đó. Thì nó sẽ, cái này là một cái vấn đề. Cái này nó cũng là một cái vấn đề về mặt gọi là thiết kế ban đầu. Tại này chưa phải là bản hoàn chỉnh mà. Tuy nhiên thì giống như mình có giải thích ở lúc clip trước á, cái nước nhiễu xuống đây nó cũng có cái chức năng của nó. Là nó sẽ làm ẩm cho cái lồng ấp này. Đầu tiên là cái này nó sẽ hứng cái nước nhiễu từ đó xuống nè. Và cái nước này nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho cái lồng ấp này luôn. Chứ nhưng mà nếu mà cái thiết kế hoàn chỉnh thì mình sẽ giấu nó đi. Và mình sẽ vẫn thiết kế cái độ ẩm cho nó ha. Đây là đầu dò. Đầu dò ở trên này nó đang dò được 30 độ 3 nè. Có nghĩa là nó gần cái cục lạnh hơn cho nên nó mát nhanh hơn. Đó, nó đang 33 độ 3. Còn cái cục dò này là của thằng ở dưới thì nó đang nằm ở xa cái chỗ kia hơn, cho nên là nó đang 33 độ 7. Nó trên lệch nhau là 0.4 độ ha. Hai cái thanh này thì nó cũng khá là cơ động để cho chúng ta điều chỉnh theo cái độ cao tăng của mình. Ở này á, thì ở đây á là mình
giống như là anh em mà chơi kiến chuyên nghiệp nói chia sẻ đó, là khi mà chúng con kiến á, nó ngại nhất là chúng ta động chạm tới cái tổ của nó, cho nên á, là khi mà chúng ta nuôi kiến chúng ta cố gắng set up một cái chỗ mà đặt cái tổ kiến, và khi chúng ta cho ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh á, thì nó sẽ không có bị phải khiêng nó qua một cái chỗ khác thì chúng ta mới có không gian chúng ta làm, thì như vậy á, là kiến nó sẽ bị động ha. Cho nên là mình nói đúng ra mình chia cái tổ này làm đôi, nó sẽ để được hai tầng làm đôi. Tuy nhiên là khi mình đo lại cái tăng singularity của mình á, thì nó quá cao đi. Nếu mà chia làm đôi là để vô dừa khích đụng cái này luôn thì nó sẽ khi chúng ta không có không gian nữa, chúng ta nhét tay vô để mà chúng ta thao tác. Đây mình sẽ đo cho các bạn coi. Đây là cái tổ singularity của mình nè. Qua mặt này. Từ dưới này lên đây là 35. Đó, 35. Thì mình đang nói cái tầng này của mình á, là nó là 55. Tầng mình này của mình nó khoảng 50 à, 50. Thì mình sẽ có 15 cm để mình thập tay vô đây. Thập tay vô đây mình mở đầu mình làm thôi, giờ mình cho vô luôn đi. Cho nó dễ. Đây, cưng mày lắm nha mày, tốn hết máy cũ. Máy cũ làm cái tủ. Đây anh em nha. Đó. Đó thì với cái khoảng không này nè, mình đút tay vô, mình bỏ đồ ăn, hoặc là giờ mình sẽ mở cái này nó ra luôn. Rồi mình ví dụ như có dọn rác, dọn đồ thì mình thọc tay vô nó vẫn dọn được tất cả các ngóc ngách. À, cái khoảng không bên này để bơm làm ẩm cho tăng cho nét, ok. Chỉ có ống tiêm vô đây. Vẫn có không gian để gỡ cái chén chỗ khu vực để nó ăn uống nước đường ở đây. Đó. Rồi. Sẵn thấy thay nước luôn, hết nước rồi nè. Uống cạn nước luôn. Để lấy nước thay luôn. Chỗ nước lạnh luôn. Ok. Đầy cây. Được cái là cái mấy cái tăng kiến này nọ là anh em áp dụng cái 500 vô. Vô cái thiết kế rất là nhiều trong những cái kết gắn kết với nhau, cho nên là nhiều khi mình để vô cái là hết, để vô hết rất là tiện dụng. Đây. Tụi singularity không biết còn không. Đó, lên đèn kìa. Thôi thì sẵn ở đây đang quay nó, mình sẽ châm cái châm ẩm cho cái cấp ẩm cho cái nét luôn. Đây vẫn có không gian để chúng ta chọt vô. Hơi chật á. Này là cái size thử nghiệm thôi các bạn, mình đặt cái size nó tới 2 mét lần, ngang 2 mét lần. 3 tầng. Sáng sớm chạy ra tiệm thuốc tây mua hộp ống chích. Tao bán hàng tại giờ quá trời. Nó không phải đâu, này là em yêu khoa học chứ em không có yêu hóa học.
hơi chặt chút xíu ha. Bò lỗ ghê. Chàng bà đê luôn. Tụi tụi này nó đúng là nó thích ẩm, nó rất là thích trốn dưới đây. Mà bữa nó toàn bộ trốn dưới đây luôn nha. Đầu nay thấy nó lên lên khúc này nè, lên khúc trên này nè. Hy vọng là cái nhiệt độ mát này nó sẽ ok cho các bé nó thoải mái. Rồi với cái không gian trống bên này thì chúng ta có thể để thêm một cái tăng bên này. Ở tầng trên này thì chúng ta có thể cái này là tụi kiến cắt lá. Kiến cắt lá. Sẵn này chúng cho miếng nước luôn. Tụi kiến này nó tiêu thụ nước cũng nhiều nha các bạn. Cái bầy kiến cắt lá mình là khoảng ngày rưỡi là nó uống hết cái bình đó. Cho nên là phải cũng phải có coi sóc nó chút xíu. Rồi, tụi này là tụi cho thêm một cái tăng nữa. Cho tụi này là tụi Chabo. Đó, như cái tầng trên này khoảng hẹp vậy thì chúng ta để một số cái nhỏ được. Còn này là tụi gì quên rồi, HV. Cái HV này thì hôm bữa mình có giới thiệu một bạn kia tặng, nhưng mà lúc đó là còn nằm trong cái hộp chưa vô tăng. Sau đó thì mình đã mua cái tăng này để mình để vô. Hiện lát mình sẽ ở clip sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tụi gì quên rồi, HV ha, cộng với cái tăng mới này. Đó thì với cái không gian này chúng ta để được ở đây mình để được 5 cái tăng. Thì thứ nhất là mình không có để sâu vô. Lý do là sâu vô thì nhiều khi nước nó nhiễu xuống, cộng với nó gãy gió nó thổi trực tiếp quá, có khi sẽ làm cho con kiến nó bị khô hay gì đó. Thì mình đó, mình suy nghĩ thôi, mình để cái bờ ngoài này thôi ha. Đối với cái tủ này, cái bề sâu của nó hơi sâu. Cái tủ mà mình đóng mình đặt làm á, cái bề sâu của nó sẽ cạn hơn. Do là thì khi chúng ta trưng bày chúng ta chỉ chơi cái mặt ngoài thôi. Nãy giờ tắt đèn cho nè. Chúng ta chơi cái mặt ngoài thôi, chúng ta không cần cái bề sâu vô. Nắp lại. Rồi, đóng tủ lại cho anh em coi nha. Tới thui luôn. Rồi mở đèn lên, ví dụ như bình thường đi ra đi vô bật lên cái coi coi tụi nó có cái vấn đề gì hay không, có bị sự cố này nọ hay không. Đó, bật lên cái coi tắt đi, khỏi cần mở cái tủ này ra, tại mở tủ ra này nó sẽ bị mất nhiệt, cái nhiệt độ nóng bên ngoài nó sẽ tràn vô đó. Còn ví dụ như mà đến lúc mà chúng ta cần dọn dẹp vệ sinh, hoặc là chúng ta có thời gian ngồi ngắm nó chiêu mà muốn mở ra coi á, thì mở cửa ra đèn nó cũng tự sáng đó. Thì cũng khá là cái gì giờ này nọ ha, nhiệt độ đang xuống thì mở cửa ra một cái là cảm giác mát liền. Mở cửa ra một cái nó có cảm giác ra như mua vô mấy cái tủ mát cho các bạn. Mở ra một cái là cái hơi mát nó ập ra ngoài liền. Cũng khá là ok á. Thì giống như mình có nói á, con kiến thì nó sẽ cảm nhận từ từ.
chứ không phải là mình cho nó vô môi trường mát một cái là nó nhảy cửng 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 lên như con chó hay gì liền. Nó sẽ cảm nhận cái sự thay đổi này một cách từ từ, và bản thân của nó cũng sẽ điều chỉnh một cách từ từ. Thì cái tủ này mình lấy về hôm qua, thật ra là hôm qua là mình đã cắm, mình test thử rồi, mình test thử để mình nghiệm thu trước ban đầu rồi. Thì mình cho nó ở trong một ngày á, thì mình đã thấy có một cái sự thay đổi tương đối lớn nha. Cái này là cảm nhận cá nhân, tại vì mới một ngày chưa nói được điều gì. Thì trước khi mà lúc mà cái tụi CN Băng này nó chưa có cái tủ này á, thì mình để nó ở ngoài chỗ cái ghế này nè, thì 100% đàn của tụi nó sẽ tập trung ở cái góc này. Đó, khi góc này hết nước thì nó tập trung góc này, mà nó sẽ không có lên cái tầng này. Nhưng mà trong buổi nguyên một cái đêm ngày hôm qua đó, mình cho nó ở trong cái phòng này nhiệt độ nó mát á, thì bây giờ nó đã bớt tập trung ở cái tầng này rồi, mà nó chuyển lên cái tầng chính giữa này. Anh em thấy thì theo mình suy nghĩ là có vẻ là cái nhiệt độ nó đã mát lên, và tụi kiến này nó cảm thấy nó thoải mái hơn để nó đi lên cao. Thì các bạn, khi các bạn biết càng xuống thấp sẽ càng mát, nhất là gần cái nguồn nước nữa nó sẽ mát hơn, thì nó sẽ tập trung ở đây đó. Nhưng mà bây giờ nó đã mát hơn nhiều rồi, nên nó đang tập trung lên cái tầng này, thì từ từ nó sẽ lên đây, nó sẽ năng động đi kiếm ăn đồ này nọ hơn. Thì đây là theo cái cảm nhận cá nhân của mình để mình theo dõi coi có đúng không ạ. Nhưng mà rõ ràng mình thấy là cho nó vô phòng mát có 24 tiếng hôm qua thôi mà nó đã di chuyển lên cái khu vực này rồi. Thì để coi coi từ nay về sau nó phát huy có tốt không ha. Ok, xong. Lắm. Đây, nhiệt độ đang bắt đầu xuống nha anh em. Đó, ít nhất là nó cũng đang thấp hơn cái nhiệt độ bên ngoài khoảng 3 độ. Đó, thì nó cũng sẽ giúp cho các bé nó happy nhiều lắm á. Nhất là cái tụi Singularis này thì cái nhiệt độ mà anh em khuyên là nên dưới 26 độ là đẹp nhất. Thì nhưng mà hôm qua mình mở nguyên đêm á, cái tủ này nó cũng không có nó cũng chưa có chạy hết công suất của nó, chưa có đủ thời gian. Tại giống như mình nói, cái này nó làm lạnh từ từ mà, và nó ổn định. Nói chung là nó không quá sốc, nó không quá sốc như là cái lốc máy lạnh, cho nên là nó cứ từ từ nè, xuống là xuống 29.9 rồi nè. Nói chung là mình mở cửa ra nhiều thì cái hơi lạnh nó sẽ ra ngoài nhiều và nhiệt độ nó lại tăng lên. Thì chúng ta giữ kín trong này thì nhiệt độ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, trước mắt cái công trình nó là như vậy. Giờ phải chờ đợi nghiệm thu. Thì rất tiếc là cái tổ CN Băng thì nó hơi bị thiệt thòi chút xíu, là nó vẫn phải nằm ở đây do không đủ không gian để hai cái vô. Thì thôi, tạm thời nằm ở đây đi. Tụi này thì chắc là nó dễ chịu hơn là Singularis. Singularis thì cái độ khó chịu của nó là anh em ai cũng cảm nhận được. Thì bây giờ cho ưu tiên cho nó khó, nó làm trước cái đó đi, còn cái này nằm ngoài đỡ. Ok mọi người, chờ mãi. Mình thì mình nuôi pet rất là nhiều, mà mình có một cái là khi mình nuôi pet á, là mình muốn tạo cái điều kiện sống tốt nhất cho tụi nhỏ, đúng với cái môi trường của nó, thì mình mới, tụi nó mới sống khỏe được. Nó cũng y như mình vậy các bạn. Bây giờ mình đang sống ở Việt Nam, mặc dù nóng như nè, rất là nóng ha, chạy mở đứng nói chuyện không à, chạy mở đứng trong nhà rất là nóng. Nhưng mà mình là loài bản địa ở đây, mình đã quen rồi. Nóng thì là cái cảm giác bên ngoài thôi, nhưng mà nó không gây khó chịu ở bên trong. Nhưng mà các bạn hình dung bây giờ mình đi qua mấy cái nước ôn đới mình sống là mình gặp vấn đề về mặt sức khỏe lên. Thứ nhất là vấn đề hô hấp đồ này nọ liền. Thì tương tự con bét cũng vậy. Cái môi trường gốc của nó, bản địa của nó như thế nào, thì chúng ta khi mà chúng ta đem về chúng ta chăm sóc á, thì chúng ta phải cố gắng tạo cái môi trường sống nó gần giống với lại cái nơi bản địa của nó. Thì tại vì cái cơ thể của nó đã thích nghi với cái điều kiện đó rồi. Bây giờ chúng ta đem về mà chúng ta không có tạo điều kiện cho nó, mà chúng ta cho nó gọi là tự sinh tự diệt, thì khả năng nó bị diệt rất là cao. Nó đang quen sống ở cái nơi mà nó mát mẻ 23, 26 độ, về đây 30 mấy độ. Thì con voi nó còn đi bụi chứ đừng nói con kiến ha, con voi nó còn đi bụi nữa. Cho nên là mình chăm sóc loài pet nào á, mình cũng muốn tạo cái môi trường sống phù hợp nhất cho bé nó, để nó happy nhất, để nó thoải mái nhất. Chứ
Cho nên là mình nôn cái tủ này lâu lắm rồi. Mình nôn cái tủ này rất là lâu. Thì cuối cùng là nó cũng về để cho mình test thử. Khi mà có kết quả thì mình sẽ làm cái mô hình nó lớn hơn. Đây các bạn có thấy nhiệt độ đang xuống rồi nè. Hồi nãy 29 độ 9 bây giờ 29 độ 4. À, nó đang xuống từ từ. Khi mà đóng kính. À, thì bên này là nó nằm ở khúc dưới cái bảng đồng hồ này. Này không phải là nó không chính xác ha, mà cái này là của cái đầu dò trên. Cái đầu dò trên thì nó gần cái con sò làm lạnh cho nên là nó được lạnh trước. Cái này nó thuộc cái đầu dò dưới, nó xa con lạnh sò lạnh cho nên là nó chậm hơn. Thì hồi nãy giờ lúc nào nó cũng lệch nha, khoảng 0.4 độ hết. Nó đang xuống thấy không? 29 độ 3 rồi nè. Đó, thì nó kéo xuống từ từ. Thì khi con số này nè gọi là đúng theo thiết kế á, nhưng mà không đang test này, cũng đang test đúng theo thiết kế á, thì khi con số này nó nhảy xuống 23 độ 5 thì con sò lạnh nó sẽ ngưng nghỉ để tiết kiệm điện. Thì đó, nhiệt độ nó sẽ giữ ở trong đó được một khoảng thời gian nhất định, bắt đầu nó nóng dần lên 24 độ 5 thì con sò lạnh này sẽ bật và làm lạnh, và xuống 23 độ 5 lại ngưng, lên 24 độ 5 mở. Đó, thì cái gọi là cái cách vận hành của nó là như vậy. Rồi cái quạt này các bạn, nãy quay chưa kỹ, đây là cái quạt. Thì cái quạt này á, là nó hút cái khí trời. Do cái tủ này kính mà, thì trong kia nó cũng sẽ thiếu oxy. Nếu chúng ta không cung cấp cái oxy, cái khí trời bên ngoài vô, thì cái quạt này là nó sẽ hút cái khí trời từ bên ngoài vô cái lồng trong này. À, cũng rất là đầy đủ kỹ thuật, đáp ứng đủ cái môi trường oxy cho cái môi trường sống của tụi nó. 29 độ 1 rồi nè, bắt đầu xuống nhanh rồi nè. 29 độ 1 rồi, chuẩn bị xuống 28 độ rồi xuống. Đó, thì cái này mở 24 trên 24 luôn. Cái tiêu hao điện của nó rơi vào tầm khoảng thôi cứ tính 100 đi cho nó chẳng tiền, tháng 100.000 tiền điện. Cũng rất là ok, lý tưởng ha. Ok mọi người. Giới thiệu với mọi người một cái giải pháp để mà chúng ta có thể chinh phục những cái dòng côn trùng mà nó đòi hỏi cái nhiệt độ môi trường nó thấp hơn cái môi trường sống của miền Nam Việt Nam. Ở đây Bình Dương, Sài Gòn đồ đang rất là nóng luôn, 33 độ mấy. Nhưng mà cái tủ này với cái chi phí sản xuất đâu đó khoảng 3 triệu, thì khi mình có nghĩa là mình đang quá trình thử nghiệm thôi, có thể nó sẽ tiết kiệm hơn trong thời gian sau. Cái tủ đó là mình chi phí sản xuất hết 3 triệu, và cái chi phí sử dụng hàng tháng rơi tầm khoảng 100.000 một tháng, thì chúng ta đã đưa cái nhiệt độ của cái môi trường sống của tụi nó giảm xuống đâu đó khoảng từ 7 cho tới 10 độ. Thấy không? 33 xuống còn 23. Thì ra từ 7 tới 10 độ thì nó sẽ rất là tốt cho cái sự phát triển của các bé nó. Ít nhất là bây giờ tụi nó đang cảm thấy rất là happy, rất là thoải mái trong đó. Mát quá, chứ đâu có chảy nhớt như Nam Ngô vậy. Nóng mà chảy nhớt luôn. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Coi mình lại có thêm cái gì mới nữa. Bye bye.